Việt Nam Airlines lỗ gần 22.000 tỷ đồng. Năm 2021, khoản lỗ lũy kế của hãng hàng không quốc gia lên đến 21.980 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Doanh thu quý tư năm 2021 của hãng đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế cả năm doanh thu đạt 28.000 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Còn lợi nhuận sau thuế quý tư năm 2021 của Việt Nam Airlines lỗ 1.200 tỷ đồng, lũy kế cả năm lỗ 13.300 tỷ đồng. 3 năm ảnh hưởng của dịch bệnh khiến lợi nhuận chưa phân phối, trên bảng cân đối kế toán của hãng đến nay ghi nhận âm 21.980 tỷ đồng, ăn mòn gần hết vốn góp của chủ sở hữu là 22.000 tỷ đồng. Hiện dịch bệnh được kiểm soát tích cực tại nhiều quốc gia, Việt Nam Airlines lên kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và 15 vùng lãnh thổ trong nửa đầu năm 2022. Việc mở cửa các đường bay thường lệ quốc tế dự kiến mang lại cơ hội phục hồi đáng kể cho Việt Nam Airlines sau 2 năm dịch bệnh.